Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu một bác một mẫu xe đua dòng Road thương hiệu Ý BNC. Rất nổi tiếng với các bác đi xe đạp lâu năm rồi. Và xe còn rất là mới, trên 95%. Xe được trang bị với càng carbon, một mẫu xe đua rất là hot mà các bác thường quan tâm đến. Đây cũng là một dòng đua BNC Road bên em mới về. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là một mẫu BNC với tông màu xanh, và tông màu chủ đạo của những cái dòng xe đua, dòng xe địa hình của dòng đua BNC. Các bác có thể thấy rõ màu xanh ngọc các bác nhé. Đây là một màu xanh tông chủ đạo chính hãng nguyên bản cho xe. Đây là một mẫu xe dòng đốt xe đua bên em mới về, khung nhôm nguyên bản, nước sơn khá sáng và bóng. Các bác có thấy rõ. Và trước đây em cũng có làm một video về dòng BNC, thì hôm nay em về thêm một chiếc cũng là màu xanh như vậy. Đấy, các bác thấy rõ màu nước sơn của nó sáng sáng và bóng lắm nhá. Em đoán tổng thể xe trên 95%. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Ý BNC. Xe này là có xung size S đó nhá. Thì các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Đằng khung xe thì ở giữa có một logo chữ BNC màu đen nổi bật trên khung xe. Cái này là carbon đó nhá. Đó là lý do cái độ mới của xe BNC đây. Xe được sử dụng với cấu hình tay lắp Shimano. Bên tay trái em, bên tay phải em cũng là bên tay lắp của chính hãng Shimano. Đằng trước logo xe thì có biểu hiện chú đại bàng của BNC dập nổi. Xe được sử dụng với bộ phanh 3 mảnh. Phanh 3 mảnh càng carbon. Vành nhôm hai lớp. Vâng, nguyên bản nó xe. Kích thước lốp là 700x25C. Lốp còn rất là mới bác nhá. Đây là vành nhôm hai lớp đây. Rất sáng và bóng. Đây là một mẫu BNC thiệt bác xa bao cao từ 1m6 đến rất là dưới 1m7. Màu xanh ngọc, màu chủ đạo của dòng BNC. Bùi đĩa còn rất là mới. Bê ăn bi vòng. Đây cọc yên mở xe đây, yên xe đây. Yên xe thì ở giữa có một cái đường rãnh thoát khí cho các bác ngồi nhá các bác nhá. Cũng còn rất là mới, nguyên bản theo xe. Phần sau xe cũng được sử dụng bộ phanh 3 mảnh. Xe được sử dụng với cấu hình củ đề Shimano chính hãng bản theo xe. Trang bị với 8 tầng lip, còn rất mới. Có thể nhìn rõ đây, lip xích còn rất là mới. Và bên tay phải em là 2 tầng đĩa. Đằng sau cũng sử dụng bộ vành nhôm 2 lớp. Kích thước lốp 700x2C.
lốp đằng sau cũng vẫn còn rất là mới thôi nhá. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip. Và xích và lip còn rất là mới bác nhá. Chuyển động rất là mượt mà chân chu. Đấy bác thấy rõ, hầu như là xe hoạt động không một lỗi chi tiết nào cả. Đây là một mẫu dòng BNG. Dòng đua rốt bên em mới về đây, xuống lip. Xe trang bị với 8 tầng lip. Và bên này của em là 2 tầng đĩa, xuống đĩa. Vâng, lên đĩa. Vâng, có thể thấy rõ hoạt động rất là mượt. Mẫu BNG đồng rốt thương hiệu Ý, size S. Bên em mới về, càn carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua rốt bên em mới về, mẫu xe đua của dòng BNG thương hiệu Ý, có màu sơn xanh ngọc rất là mới, trên tổng thể xe còn trên 90%, càng carbon. Có giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.